Dạ, xin chào ông bà, cô chú, các anh chị và các em nhé. Đây là nhà của Minh Linh ạ, à, để bếp và nhà luôn gọn gàng, sạch như mới ha. À, thì mình có một nguyên tắc, khi làm mọi điều thì cố gắng làm đúng ngay từ đầu ha. Thật sự ha, việc nội trợ, chăm sóc gia đình chưa bao giờ là việc dễ dàng đúng không ạ? Dù bạn là người nội trợ toàn thời gian ha, hay bạn là vừa đi làm vừa chăm sóc gia đình, thì việc chăm sóc gia đình là công việc mà thật sự chúng ta đã dành rất là nhiều thời gian ha và công sức để thực hiện nó. Chia sẻ này của mình khi đăng vào nhóm Yêu Bếp ha đã nhận được nhiều quan tâm và sự thích thú từ nhiều thành viên trong nhóm đó. Điều đó đã tạo nên sự chú ý từ phóng viên. Sau đó phóng viên của một tờ báo đã phỏng vấn và đề nghị mình chia sẻ thêm về đề tài này trên báo. Mình là người vừa đi làm, vừa chăm sóc gia đình với công việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái. Thật sự rất là nhiều việc luôn. Để mọi việc có thể dễ dàng hơn khi thực hiện, cũng như để bếp và nhà luôn gọn gàng và sạch sẽ, thì mình phải tìm ra cách làm, cách sắp xếp hợp lý cho chính bản thân mình nha. Đã bắt đầu bằng việc phân chia khu vực chức năng trong nhà, trong bếp. Sau đó sắp xếp các vật dụng vào đúng khu vực chức năng đã được phân chia, kiểm tra thường xuyên và duy trì trật tự ở khu vực ấy. Đó là cách mình làm đó. Khi phân chia mỗi khu vực có một chức năng riêng ha, vì giúp mọi thành viên trong gia đình mình đều hiểu rõ khu vực ấy là gì, sử dụng cho mục đích nào, tìm thấy cái gì ở khu vực này và bảo quản vệ sinh nó ra sao. Đã sẽ không có tình trạng đồ dùng bày bừa khắp nơi ha, hay là ngơ ngác tìm kiếm mãi không thấy cái cần tìm ở nhà mình nha. Đã tuy nhiên cần kiểm tra thường xuyên để duy trì tình trạng sắp xếp vật dụng ở từng cái khu vực ha. Đã tại một khu vực thì mình sẽ sắp xếp vật dụng đồ dùng theo cách cây của cây thư mục đó. Đã mình thường phân loại chúng nè. À, những vật dụng đồ dùng giống nhau sẽ xếp vào một nhóm và đặt gần nhau à, và dùng hộp để lưu trữ chúng, giúp phân biệt từng nhóm nha. Bếp là trái tim của gia đình mình nha, luôn được trân trọng, giữ gìn tốt nhất có thể. Bếp nhà mình không có to lắm, nhưng mình đã sắp xếp vật dụng gọn gàng để việc sử dụng vừa tiện lợi vừa được hết công năng của bếp ha. À, bếp không có to nên mình làm kín hệ tủ trên và dưới để có thể chứa đủ các vật dụng, đồ dùng, thực phẩm thuộc về bếp núc nha. Những đồ dùng hay thực phẩm sử dụng thường xuyên thì mình đặt hẳn lên trên bàn bếp ha. Bàn bếp của mình có chiều sâu nên việc sắp xếp này vẫn làm cho bàn bếp của mình gọn gàng và không gây khó chịu khi sơ chế thức ăn nè. Bếp với những chậu cây nho nhỏ do chồng của mình trồng và đưa vào bếp để trang trí ha. Và mình cũng luôn có thói quen rửa sạch đồ dùng nhà bếp và lau sạch bếp ngay sau khi nấu ăn xong nha. Mặt bếp ha, tường bếp, tủ bếp không bị bám dầu và chất bẩn mà luôn ở trạng thái sạch nha. Và không để dồn dầu mỡ và chất bẩn bám vào thì việc vệ sinh bếp rất là dễ dàng. Tủ lạnh nào đựng thực phẩm gì mình đã quy định ngay từ đầu để việc bảo quản tìm kiếm dễ dàng hơn. Dù nhà có lớn ha, dù nhà có nhiều đồ dùng vật dụng tốt xịn thì những điều ấy cũng không thể cho thấy ngôi nhà này hiển nhiên là gọn gàng là sạch được ha. Một ngôi nhà, một ngôi bếp dù không to, dù không có nhiều đồ tốt đồ xịn nhưng được sắp xếp gọn gàng, giữ gìn cẩn thận thì nó vẫn luôn đẹp, luôn sạch, luôn mới với mình nha. Sự gọn gàng sạch như mới của vật dụng đồ dùng chắc chắn bắt nguồn từ việc duy trì vệ sinh chúng nha. Mình không để dồn việc này mà luôn duy trì lịch vệ sinh phù hợp định kỳ ha. Việc hôm nay không để ngày mai làm, khi làm tốt những điều nho nhỏ tự dưng cái lớn sẽ chỉnh chu ha. Cuối tuần nữa rồi mình lại đi siêu thị để mua thực phẩm cho những ngày sắp đến đây. À, bao lâu bạn mới đi mua thực phẩm một lần ha? Còn với mình thì cỡ khoảng 10 ngày mình sẽ đi mua thực phẩm một lần. Trước khi đi mua ha, mình thường kiểm tra xem thực phẩm nào còn nè, thực phẩm nào đã hết ha, và để mua thực phẩm phù hợp. À, mình cũng quan điểm rằng là nên mua đồ ăn cho ít nhất là 10 ngày để tiết kiệm thời gian khi đi mua, cũng như thời gian dành cho nấu ăn mỗi ngày đó mà. Vì đã có sẵn thực phẩm sơ chế trong tủ lạnh, nên cái gì mà khi mà mình cần nấu ăn cái gì thì cũng có sẵn thực phẩm, nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều luôn nha. Các thực phẩm mua về sẽ được phân loại ha, và sơ chế phù hợp với từng loại thực phẩm. Phô mai bơ xếp vào hộp nè. À, đây là những cái thực phẩm mà hôm nay mình đã đi siêu thị mua được rồi ha. À, là những thực phẩm mà nhà mình còn thiếu đó. À, nên là mình mua bổ sung và mua mới để có thể sử dụng trong thời gian sắp đến đó. Kem tươi cũng vậy nha. Nó sẽ được sắp xếp vào trong một cái hộp ha. À, và mình khi cần sử dụng sẽ lấy cái hộp đó ra và dùng rất là tiện luôn. À, hôm nay thì mình cũng mua hai loại bánh mì ha, bánh mì vòng và bánh mì tổ ong nè. Bánh mì loại nào thì xếp vào hộp riêng đựng loại đó ha. Mình dùng giấy ăn để lót dưới đáy hộp đựng bánh mì ha, và phủ trên cả cái mặt bánh mì nữa để giúp cho bánh mì không có bị nhiễu nước vào á, và giúp cho bánh mì không bị khô nha. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ha. Hôm nay mình cũng mua được rất là nhiều loại trái cây ngon nè. À, đây là quả xuân đào của Úc ha, và dâu của Hàn Quốc đây nữa nè.
Nó thơm và nó ngọt lắm nha. Con của mình yêu thích lắm. Mình cũng mua ổi giống nữ hoang của Việt và thêm chuối dẻo nè, ngon của Đà Lạt, trái cây mà cả gia đình mình đều yêu thích luôn. Thêm thanh long ruột đỏ nè. Thanh long giờ thì đang hot trend rồi ha. Nhưng gia đình mình thì thích ăn loại trái cây này từ lâu lắm rồi. Trái cây gia đình mình đều yêu thích nên mình khi đi mua thực phẩm á, thì thường là mua rất là nhiều luôn. Mua thêm đu đủ nè, bưởi da xanh nè, xoài cát Hòa Lộc ngon tuyệt nữa nha. Những trái cây này thì mình lau sạch vỏ bên ngoài ha. Vào hộp đựng đã được bọc một bao túi giấy rồi đó. Mỗi loại trái cây sẽ được xếp vào một hộp nè, túi riêng biệt nè, bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh nha. Những trái cây không cần bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh thì xếp ra rổ đặt ở nơi thoáng mát ha. Các bữa ăn của gia đình Việt thì không thể thiếu rau xanh và trái cũng giống như là cụ ha. Bữa ăn nào cũng có một tô canh nè, một dĩa rau xào nè. Nó trở thành một thói quen của người Việt mình rồi ha. Mình mua rau cải mầm nè, giá đỗ, dưa leo, cà chua, khoai mỡ, bí đao, bầu, rất là nhiều luôn. Và hành tây, hành tím, gừng, húng lụi, húng quế nữa chứ. Những cái món này sử dụng trong xào nấu ha, tạo mùi thơm cho món ăn nữa. Với rau củ thì mình lau sạch bụi nếu có ha, bọc trong giấy ăn, cho vào hộp đựng rau củ đã bọc một bao túi giấy nữa rồi. Với rau thì mình không có rửa nước, chỉ bỏ lá hư và rễ, làm sạch nó rồi cụm gói vào trong cái khăn giấy, cho vào hộp đựng rau củ đã bọc một bao túi giấy rồi. Rau ăn đến đâu mới lấy ra rửa sạch đến đó nha. Giống nhau sẽ xếp vào một nhóm ha, đặt gần nhau, dùng hộp để lưu trữ chúng, giúp phân biệt từng nhóm nha. Có nhãn tên cho từng thực phẩm, đồng thời gắn nhãn tên cho nhóm chung đó, quy định vị trí riêng, nơi lưu trữ cho từng nhóm như vậy đó. Điều đó giúp mình kiểm soát được số lượng, chất lượng của thực phẩm ha, cũng như tìm kiếm mỗi món thực phẩm đang cần tìm một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất nha. Với trái cây ha, như xuân đào, như dâu nè, mình thì rửa sạch bằng nước muối nha. Dùng hộp đựng thật sạch ha, và lót giấy ở dưới đáy hộp á.
rồi ha. Trái cây phải được lau thật khô nha. Phụ cả giấy ăn ở trên mặt của trái cây nữa nha. Nhưng mình có hai cái tủ lạnh. Tủ lạnh lớn thì mình sắp xếp chủ yếu là bơ, sữa trái cây, bánh kẹo, nước trái cây ở phần ngăn mát ha. Và phân khu từng ngăn ở phần ngăn đông cho mỗi loại thực phẩm như thịt heo, thịt bò, tôm, cá, hải sản khác nha. Tủ lạnh nào đựng thực phẩm gì thì mình đã quy định ngay từ đầu để việc bảo quản tìm kiếm giúp mình dễ dàng hơn. Tủ lạnh thứ hai thì mình dành riêng cho bảo quản những đồ ăn đã chế biến rồi, nước sốt các loại nè, rau củ nấu ăn, trứng các loại ở ngăn mát và bánh kem ở ngăn đông nữa nè. Bánh mì ngọt ngào nè. Bánh mì vòng ha, rất là ngon luôn. Bánh mì vòng mình cắt ra làm đôi nha. Mình xả phết phô mai lên ăn với trái cây à, ngon thật luôn đó. Một cái bánh mì rất là ngọt ngào cho một ngày đầu năm. Những gì ngọt ngào thì là một khởi đầu rất là tốt đẹp ha. Bánh mì vòng ha, cạt phô mai nè, rồi ăn với trái cây nè, rất là ngon luôn. Đây là dâu Hàn Quốc mình mua cho con nè. Làm bánh mì vòng rất là ngon luôn nha. Mình sẽ cắt từng lát mỏng ra ha. Cắt dâu ra thành những lát mỏng nè. Mình sẽ trải lên bánh mì vòng, ăn chung với phô mai. Một món ăn đầu năm đầy ngọt ngào luôn. Dâu này không có chua nhiều đâu ha. Nó có vị ngọt nhẹ nhẹ nha. Mình trải một lớp phô mai lên bánh mì vòng nè. Và sau đó là mình cho dâu lên thì ăn cực kỳ hợp luôn ha. Một món ăn rất là ngon luôn, bánh mì rất ngon. Nho cũng là một trái cây để ăn với bánh mì vòng rất là ngon nha. Nho thì lại rất là ngọt ha. Nên mình chả làm đôi như vậy nè, ăn với bánh mì vòng thì rất là ngon luôn. Bánh mì vòng ha, quét phô mai lên và mình cho thêm kiwi lên cũng rất là ngon. Kiwi thì tốt cho sức khỏe rồi ha. Nhà mình lại thích ăn kiwi lắm. Nó có vị chua nhưng mà khi mình phết phô mai lên ăn chung và mình rưới một ít mật ong rồi đó, ăn với bánh mì vòng thì cũng rất là ngon luôn đó. Ăn đa dạng các loại trái cây ha, cho nó phong phú. Kiwi cắt lát tròn như vậy nè. Và thêm những quả hồng ha. Quả hồng này rất là nhiều mật luôn, ngon lắm nha. Hồng này là rất là ngọt luôn ha. Nhiều mật quá trời mật đi nè. Ngon ghê. Trải lên bánh mì nữa. Cùng với phô mai nữa. Ui eo ơi là nó ngon. Rất là ngọt ngào luôn. Mình ăn những món ăn này cho ngày đầu năm mới ha, thì sẽ rất là ngọt ngào. Hứa hẹn một năm mới tràn đầy sự may mắn và an lành ha. Cứ tin như vậy ha, và mình làm những điều tốt đẹp mà, làm càng tốt ha. Mình sử dụng loại phô mai này ha. Phô mai này thì rất là ngon luôn, béo lắm. Phô mai này rất là béo luôn. Mình phết đều lên cái bánh mì vòng ha.
Cho nhiều phô mai một chút xíu ha, ăn cho nó ngon. Một bữa ăn với bánh mì vòng ha, phụ phô mai nè và với trái cây rất là ngon lành luôn. Anh con trai đâu rồi? Anh con trai chắc chưa xuống, chưa kịp xuống nha, ăn sau nha. Được không con? Dạ được. Anh ăn nha. Ừ, ăn thôi.